Can you tell me the meaning of donate? Donate là quyên góp. Ok, đúng rồi. Sorry. More slowly. Slowly. Bao nhiêu âm tiết? Slowly. Ok. Bắt đầu từ hai âm tiết trở lên là chúng ta dùng more rồi. Hào phóng. Maybe. More sorry. Sorry, em nghĩa, em hiểu nghĩa nó là gì? Ngon hơn nữa. Ngủ ngon. Nếu như là dùng cho sleep loudly có nghĩa là ngủ ngon lành, ngủ một cách ngon lành. Vâng. Three, our three. Now they leave people dread. Cái gì? Nhớ nhá, cái dạng này cũng là traditionally. Đúng rồi, nhưng trước traditionally chắc là more chưa? Ngày nay mọi người thì mặc rất là nhiều cái đồ trang phục truyền thống nên là nó rất là khó để nói họ đến từ quốc gia nào à? Chắc chưa? Họ mặc nhiều mà. Bây giờ chúng ta có mặc nhiều trang phục truyền thống không? Hay là chúng ta đang mặc trang phục hiện đại, modern? Ví dụ như cái áo... Less. Ok, good. Rồi, correctly. How about for? More than us, please. Ok. I hope I can more healthily. Ok, good job.